Chuyện thứ 23. Có nên sát sanh trong ngày chay không? Vào mùa thu năm Kỷ Mão, tức năm 1939, lúc bấy giờ, Đức Huỳnh giáo chủ còn đang truyền giáo tại Thánh địa Hòa Hảo. Dưới bến Tổ Đình, có mấy người đang làm đáy, chặn bắt cá linh theo nước trôi xuống. Những người này cũng đã thọ giáo với Đức Thầy. Theo quy tắc trong đạo, thì đa số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều ăn chay kỳ, mỗi tháng 4 ngày. Nhưng buổi sáng hôm đó, nhằm ngày chay lạc, mà số người đóng đáy vẫn tiếp tục đóng đáy như thường. Buổi chiều lại, Đức Thầy từ trên Tổ Đình ung dung đi xuống. Ngài thấy họ đang dùng cơm chay, ai nấy vẫn không thấy Ngài nói gì. Khi trở lên, Ngài vẫn tiếp tục công việc trị bệnh như thường lệ. Cứ mỗi ngày đầu thời cúng tối, những người làm đáy đều lên Tổ Đình để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Sau mấy giờ thuyết giảng đạo màu cho mọi người cùng nghe, Đức Thầy xoay qua mấy người làm đáy nghiêm nghị nói: "Hôm nay mấy ông ăn chay hay ăn mặn?" "Bạch Thầy, chúng con ăn chay." "Thôi, từ đây Thầy cho phép các ông ăn mặn, nhưng mấy ông đừng đóng đáy trong mấy ngày chay nữa." Mọi người ngồi lặng thinh, ngơ ngác, chẳng hiểu Đức Thầy muốn nói gì. Đức Thầy bèn giải thích: "Yếu điểm của sự ăn chay là cứ sát sanh, chớ không phải để cho người ta khen mình là người có đạo. Nếu hôm nay các ông ăn mặn, chỉ sát hại một vài cân cá thôi. Đằng này, các ông ăn chay mà đóng đáy bắt cá, thì giết chết biết bao nhiêu mạng sống." Nghe lời giải thích chí lý của Đức Thầy, số người làm đáy vừa hối hận, vừa vui mừng vì đã được Đức Thầy dạy cho bài học quý báu, khiến cho họ nhận thức được chân giá trị của sự ăn chay. Thuật theo lời của ông Lê Phát Huynh. Luận giải: đọc chuyện trên, ta thấy câu nói đầy từ bi nhân ái của Đức Thầy là lời khuyến cáo chung cho đồ chúng. Nhờ lời từ huấn ấy mà anh em tín đồ ý thức được nghĩa lý cao siêu của những ngày chay lạc. Về điểm này, có lần ở Tổ Đình, Đức Bà rộng sẵn một lu cá cạnh cây cầu dưới sông. Bữa nọ Thầy nói với anh em có mặt: "Thôi, bữa nay mình nấu cháo ám ăn." Cháo ám tức là cháo cá lóc, một món ăn quen thuộc ở vùng Nam Bộ. Rồi Thầy xắn tay áo, sửa soạn đi làm cá. Ngài xung phong vào lấy dao đi làm cá. Khi đi đến nơi, Thầy bắt cá thả xuống sông hết. Có người đi xuống sau ngạc nhiên hỏi thì Thầy đáp: "Người ta bắt giam và bỏ đói mấy ông như vậy, mấy ông chịu không? Việc gì mình không muốn thì đừng làm cho kẻ khác chứ." Thật vậy, chư Phật và chư Bồ Tát thấy biết rõ sự luân chuyển của chúng sanh, từ loài người biến ra loài vật, và từ loài vật chuyển thành người. Loài vật chúng cũng biết tham sống sợ chết, vì như cá thấy người đều hoảng sợ lặn trốn. Thế mà loài người nỡ tạo ra lưới, nôm, chài, rập để bắt giết chúng mà ăn thịt, thì tránh sao khỏi quả báo đau khổ ở tương lai. Thế nên người tu Phật, nếu ai tự thấy mình không đủ điều kiện tuyệt sát, trường chay, thì cũng nên cố tránh bớt đi những phần sát nghiệp, nhất là vào những ngày chay lạc, để tránh bớt nghiệp sát sanh và thể hiện đức hiếu sanh của người Phật tử. Ha ha ha,